Hello anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của Lương Béo. Mình là Lương CC đây. Ở video lần trước thì chúng ta đã review và phân tích em Umika rồi. Như tiêu đề thì hôm nay anh em đã biết chúng ta sẽ nói về ai rồi đấy. Một học sinh playable thứ hai, đó chính là Tsubaki của chúng ta, nhưng ở trong trang phục hướng dẫn viên. Trong video này, tôi sẽ review phân tích về Tsubaki trong một phòng hoàn toàn mới, để phần nào giúp anh em hiểu hơn về em ấy nhá. Được rồi, intro rồi. Tsubaki là một học sinh đến từ trường Hiyakiyako. Em ấy là nhóm trưởng của một nhóm tạm dịch là câu lạc bộ kỷ luật nội bộ. Về lý do hôm nay em ấy mặc trang phục này là sắp tới có nhóm học sinh đến từ trường Gehenna đến tham quan khu vực trường Hiyakiyako, cho nên em ấy đảm nhiệm vai trò là hướng dẫn viên lần này. Còn việc ngủ thì anh ấy biết rồi đấy, sao mà bỏ được. So với phiên bản trước đây thì lần này Tsubaki sẽ đảm nhận vai trò là một special từ đạn vàng giáp vàng. Kỹ năng sở trường của em ấy là ở ngoài trời, bình thường ở trong nhà và bị là mao thì ở thành thị. Còn đối với món quà yêu thích của em ấy thì cũng nhiều lắm anh em ạ, mình sẽ để đây để cho cả nhà tham khảo nhé. Còn về nội thất tương tác của em ấy thì đơn giản thôi, chỉ là một chiếc ghế tựa thôi, không có gì đặc biệt lắm. Và cuối cùng là ID của Tsubaki sẽ được mở khóa khi các xe đạt độ thâm bật cấp độ 5. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thông tin kỹ năng của Tsubaki hướng dẫn viên của chúng ta nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến kỹ năng ấy trước, có giá là 6 cốt. Tsubaki sẽ tạo ra khu vực hình tròn nằm tăng chỉ số tấn công nhất định của đồng minh khi đứng ở trong khu vực hình tròn này trong vòng 45 giây. 45 giây khoảng thời gian khá là lâu ấy anh em nhỉ. Tiếp theo là kỹ năng thưởng của mỗi 45 giây cho phép Tsubaki hồi phục đáng kể cho đồng minh có lượng HP thấp nhất, đồng thời tăng chỉ số kháng crit damage nhất định trong vòng 30 giây. Kỹ năng kế đến là nội tại của Tsubaki, đơn giản chỉ là tăng chỉ số healing nhất định thôi. Còn nếu mà các sensei có đầu tư nâng em ấy lên level 40 thì em ấy sẽ được cộng thêm 1337 chỉ số healing nữa. Và cuối cùng là kỹ năng phụ của hướng dẫn viên cho phép tăng cho tất cả đồng minh thêm một lượng attack nhất định, giúp cho các DPS chủ lực của chúng ta gây thêm được một lượng sát thương lớn hơn. Tsubaki hướng dẫn viên của chúng ta lần này theo đường đánh giá thật sự là một phiên bản nâng cấp đáng kể hơn so với Miku. Em ấy không chỉ sở hữu khả năng buff diện rộng AOE xuất sắc trong một khoảng thời gian dài, mà còn có một kỹ năng phụ giúp tăng cường hiệu quả buff. Chính vì điều này giúp cho cả đội có thể tối ưu hóa sát thương gây ra lên kẻ địch, tăng cường hiệu suất chiến đấu tổng thể. Không chỉ dừng lại ở đó, trong một khoảng thời gian nhất định, Tsubaki còn có thể tự động hồi máu cho học sinh có lượng HP thấp nhất, đảm bảo rằng học sinh ấy có thể bám trụ lâu hơn ở trong trận. Đây có thể đáng để sở hữu và phát huy tiềm năng. Vì vậy, theo như Lương nghĩ, baby em ấy có thể dùng ở trong mọi range luôn, đặc biệt là mod sắp tới. Nói gì thì nói thì em ấy bị một cái điểm trừ rất là lớn, đó chính là cost cao. Yeah, cost cao. Chính vì điều này có lẽ em ấy không phù hợp với các content đánh nhanh rút nhanh được. Trong khi có một supporter buff AOE không có xa lạ gì nữa với anh em, đó chính là Otama. Vừa cost rẻ, vừa gây debuff cho kẻ địch, lại còn được ưa chuộng hơn nhiều, khiến cho Tsubaki hơi bị nép vế. Nói chung là em ấy là một buffer mang trong mình một dòng máu healer. Gì và yeah. Vậy nên câu hỏi đặt ra lúc này nó chính là có nên roll em ấy hay không, thì theo Lương là chúng ta nên skip nha, bởi vì em ấy không phải là limited nhá. Và chúng ta đã có hàng free to play Kotama rồi. Nếu các xe có dư giả đá hay là sim quá thì ok, không sao cả, mạnh tay roll đi chứ còn ngại gì nữa, em ấy cũng xinh mà. Vậy là vừa rồi Lương CC đã cùng với mọi người điểm qua tất cả những thông tin quan trọng về thánh ngủ Tsubaki của chúng ta rồi trong phiên bản cực kỳ nghiêm túc. Nếu các CC có bất kỳ thắc mắc nào hãy comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp nha. Nhớ like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những số tiểu đẻo xinh mới nhất. Mình là Lương Béo, xin chào và hẹn gặp lại các CC trong những video tiếp theo. Bye bye.